Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để gửi USDT TRC20 từ ví VNDC sang cái ví SafePan. Trước hết, quý vị hãy đăng nhập vào cái ví SafePan và ví VNDC của quý vị. Ok, thì đây KTV đã đăng nhập vào cái ví SafePan rồi này. Bây giờ KTV sẽ bật cái token USDT TRC20 lên. Quý vị vuốt màn hình lên và bấm vào cái thêm này. Ở cái ô tìm kiếm, quý vị đây là USDT. Rồi, ở đây KTV sẽ chọn USDT. Cái network của nó là TRC20 nhá. Đó, KTV sẽ bật nó lên. Đây, bật lên này. Rồi, quý vị quay lại cái màn hình chính của cái ví SafePan. Đây, KTV đã bật lên rồi. Bây giờ quý vị bấm vào cái USDT TRC để lấy cái địa chỉ. Rồi, quý vị copy luôn đây này. Quý vị bấm vào copy. Rồi, đã copy. Bây giờ quý vị mở cái ví VNDC Wallet lên. Rồi, ở đây KTV đã có sẵn USDT này. Quý vị bấm luôn vào này. Rồi, quý vị chọn cái network của nó là TRC20 nhá. Đó, quý vị lưu ý, quý vị mà chọn sai network là quý vị bị mất tiền đấy ạ. Đây là C20 này. Rồi, quý vị chọn tiếp là gửi on-chain. Gửi on-chain. Rồi, quý vị dán cái địa chỉ vừa copy từ ví SafePan vào cái ô đầu tiên. Ô thứ hai, hình thức quý vị để là chuyển nhanh. Rồi, cái ô số lượng, quý vị hãy nhập cái số lượng mà muốn chuyển vào. Ví dụ ở đây KTV sẽ chuyển 30 USD đi. Rồi, quý vị bấm vào gửi này. Quý vị chọn gửi. Rồi, quý vị xác thực qua email trước này. Quý vị hãy mở email lên và lấy mã để xác thực. Rồi, KTV sẽ nhập mã vào đây. Tiếp theo, quý vị xác thực qua SMS này. Quý vị nhập mã xác thực SMS vào. Tiếp theo, quý vị xác thực qua Smart OTP này. Quý vị chọn xác minh luôn này. Rồi, quý vị chọn gửi này. Ok. Và quý vị có thể chờ từ 1 đến 2 phút thì cái mạng network TRC20 này nó cũng nhanh thôi, và phí giao dịch thì nó là miễn phí. Bây giờ KTV sẽ quay sang cái ví SafePan và xem là USDT nó đã về chưa. Ok, nó về luôn rồi rồi này. Đó, KTV vừa gửi 30 USDT thì nó về luôn rồi đây này. Rất chi là nhanh. Rồi, và cái việc tiếp theo của quý vị muốn giao dịch gì trên cái ví này, đó là việc của quý vị. KTV xin kết thúc video tại đây.